incluye un evento muy importante que da comienzo a una serie de actividades muy significativas que nosotros, otros países, nosotros haremos conjuntamente para conmemorar el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Argentina. Excelentísima señora presidenta Cristina Fernández, distinguidos huéspedes argentinos. En nuestros países, Argentina es un país con grandes personalidades reconocidas y honradas por su historia como el padre de la patria San Martín, el fundador de la revolución Juan José Castells. Posteriores, nuestros países se fueron acercando cada día más. Especialmente el momento inolvidable. Y en especial, nosotros quisiéramos decir que nosotros nunca vamos a olvidar los Quiero manifestarte, señor presidente, que es para nosotros, los argentinos, a quienes estoy representando, un gran honor estar aquí en la tierra del padre de la patria, Ho Chi Minh. Rendimos homenajes a los combatientes muertos en la guerra por la independencia y luego nos trasladamos al mausoleo de Ho Chi Minh, lo que nos ha permitido tener y dar a los argentinos un gran honor. Và sáng hôm nay chúng tôi được đặt vòng hoa tại tượng đài kỷ niệm các liệt sĩ chiến tranh của Việt Nam và sau đó chúng tôi được đến đặt vòng hoa để viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đối với tôi đây là một vinh dự hết sức đặc biệt. Pero debo decirle, señor presidente, thưa ngài là chủ tịch nước, que me ha sorprendido más que gratamente cuando mencionó, obviamente, a nuestro general San Martín, el más reconocido patriota argentino como padre de la patria, pero mencionó a Juan José Castells como el orador de la Revolución de Mayo. Và đối với tôi cũng thật là ấn tượng và cũng rất là biết ơn ngài là vừa rồi ngài có nhắc đến hai nhân vật lịch sử đất nước chúng tôi, đó là người cha của đất nước chúng tôi, San Martín, và ngài cũng còn nhắc đến cả một trong những người, một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của chúng tôi, đó là Juan José Castells. Es un dato que realmente nunca en ninguna de mis intervenciones internacionales alguien había mencionado. Quiero decirle que su cuadro, el de Castells, el de San Martín y el de otros mártires y próceres de nuestra Revolución de Mayo son los principales retratos que adornan mi despacho presidencial. Thưa ngài chủ tịch, thực sự xin nói với ngài rằng từ trước đến giờ không bất kỳ một chuyến thăm nước ngoài nào của tôi mà người ta lại nhắc đến hai nhân vật này. Và hôm nay tôi được nghe ngài chủ tịch nhắc đến và xin thưa với ngài, đây là những người mà tôi treo ảnh của họ tại phòng làm việc của tôi. ¿Y por qué digo mi despacho presidencial? Porque hasta que yo llegué había otros cuadros que parecían, bueno, que estábamos en un despacho presidencial de cualquier país, y esta presidenta, con motivo de cumplirse el bicentenario de la patria de los 200 años, decidió que el despacho del presidente de la República debía estar todos los retratos de los patriotas que contribuyeron en la lucha por la liberación de la patria. Tôi muốn nói rằng vì sao tôi lại treo ảnh của các vị nhân này của đất nước chúng tôi tại phòng làm
làm việc của tôi. Vì trước đó, trước khi tôi nhậm chức thì các phòng làm việc ở phủ tổng thống của chúng tôi không có bức ảnh này. Nhưng khi tôi lên nhậm chức thì cũng đúng là cái gì? Tức là chúng tôi kỷ niệm 200 năm thành lập đất nước Argentina. Và vì thế, ngoài những hình ảnh của các vĩ nhân này, chúng tôi còn treo một loạt hình ảnh của các nhân vật quan trọng khác của lịch sử của chúng tôi. Y Castelli, uno de los apodidos de la Revolución, junto a Manuel Belgrano, mi prócer preferido, creador de la bandera, están también allí. Por eso le agradezco su mención. Cùng với Castelli còn có những người bạn cách mạng, chiến sĩ cách mạng khác như Monet. Và đây là những người mà tôi thực sự mà nói, được Chủ tịch và các bạn nhắc đến tên, thật là hết sức cảm động. También quiero reconocer que podría ser un buen profesor de historia en Argentina. Và tôi phải nói rằng lịch sử Argentina nó có những các cái đặc điểm của nó. Porque en realidad, a diferencia de lo que yo había mencionado antes, el reconocimiento de la República Socialista de Vietnam se llevó a cabo durante la tercera presidencia del presidente Perón, el 25 de octubre, a poco tiempo de asumir el presidente Perón en el año 73. Và cả câu chuyện đó liên quan đến quan hệ của hai nước chúng ta. Đó là câu chuyện mà nước Argentina công nhận nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 25 tháng 10, đó là chỉ một vài ngày trước khi Tổng thống Perón nhậm chức. El error por mí de mi canciller, que me dijo que había sido durante la época de Campos, eso porque él es campolista, pero realmente todo lo que fue el inicio de los trámites para reconocer la independencia se iniciaron durante el gobierno peronista, que eso es lo importante. Thưa ngài chủ tịch, thì lúc đấy trong một hội đàm ấy, thì ngài bộ trưởng ngoại giao của tôi có nhắc tôi là cái việc công nhận nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở thời gian đó là dưới thời của tổng thống Ocampo, bởi vì thực ra ông ngoại trưởng này là theo cái chủ nghĩa của ông Ocampo và theo đấy là đệ tử của ông đấy. Nhưng mà tôi cũng hết sức là nhất trí tôi, bởi vì sao? Ocampo như Perón tất cả đều theo trường phái của Perón cả. Digo esto porque nada hay más importante que la verdad histórica para todos los pueblos, en todas las latitudes y cualquiera sea su ideología. Nada más importante que conocer la verdadera historia. Và đối với tôi, không có gì đáng quan trọng hơn là phải biết được lịch sử của mỗi nước của chúng ta với nhau. Và đó chính là cái nền tảng để chúng ta xây dựng tất cả mối quan hệ của mình. Và vì thế, đối với tôi, điều này rất quan trọng. Y por eso recorrí con tanto orgullo, cariño y afecto el otro día los túneles de Cuchí en Ciudad Ho Chi Minh, en realidad a 80 kilómetros de Ciudad Ho Chi Minh. Và vì thế, vừa rồi, tôi rất là tự hào, tôi rất là may mắn được bố trí cho thăm địa đạo Củ Chi, là một cái nơi mà cách thành phố Hồ Chí Minh 80 km. Quiero decirle, presidente, que la Argentina, además del tango, que enloquece a todo el mundo, que además del vino, que realmente es mejor que el francés que acabamos de brindar. Así que cuando venga a la Argentina, cuando venga a la Argentina y brinde con vino argentino, con Malbec argentino, nunca más va a querer tomar otro vino que no sea el argentino. Thưa ngài chủ tịch, ngài có nhắc đến các vũ điệu tango và ngài cũng nói đến rượu vang của chúng tôi. Thì tôi sức sức mà nói rượu vang của chúng tôi hơn, nhất định sẽ hơn cái rượu vang của Pháp mà chúng ta vừa nâng cốc với nhau ở đây. Và tôi mong rằng trong chuyến thăm sắp tới của ngài sang đất nước chúng tôi, ngài sẽ thử món rượu vang dòng Malbec và ngài sẽ thấy rằng sau khi uống cái Malbec này xong thì ngài sẽ cảm thấy rằng không có rượu vang nào trên thế giới có thể so sánh được. Además de buen vino, es un vino proveniente de los pueblos que luchamos por la liberación contra el colonialismo. Đấy không chỉ là món rượu ngon mà nó còn được sản xuất ở một trong những cái địa danh mà đứng đầu trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước Argentina chúng tôi trước kia. Quiero, en serio, además bueno, Messi, Maradona no podían estar ausentes. Hubiera sido el único presidente en toda la gira que no hubiera mencionado el fútbol y Messi y Maradona. Và thưa ngài chủ tịch, ngài cũng nhắc đến cái tên Messi và Maradona. Và thực sự mà nói, ngài cũng là cái người đầu tiên trong chuyến đi tham gia nước chúng tôi lần này là đã nhắc đến tên của hai con người này. Pero quiero decirle que cuando llega a Argentina, además del vino, además del tango, además del fútbol, se va a encontrar con un país y
realmente de avanzada, un país en materia de biotecnología, de ciencia y tecnología, de software, de industria alimentaria, de agricultura de precisión, de farmacología, algo que olvidamos en la reunión y que quiero mencionar, el importante desarrollo que tenemos en materia de industria farmacológica, tanto sea para sanidad animal como para la salud humana, como dato de almuerzo. Khi mà đến thăm đất nước chúng tôi, ngài sẽ không chỉ được làm quen với rượu vang, với những vũ điệu tango và với bóng đá của chúng tôi, và ngài còn rất được có cái dịp để chứng kiến bằng tận mắt mình đất nước của Argentina là một đất nước đang đi cố gắng để đi đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trong sản xuất phần mềm, trong ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, trong môi trường sinh thái vân vân, cũng như là trong lĩnh vực dược và sản xuất thuốc men cho người và động vật. El día 12 de diciembre, a las 12 del año 2012, calendario maya según el cual se acabaría el mundo. Lejos de acabarse el mundo, inauguré un laboratorio, el décimo laboratorio a nivel mundial. Giây phút đó thì chính tôi lúc đó là tôi đã khánh thành một cái phòng thí nghiệm có thể nói là hiện đại nhất thế giới hiện nay. Donde en un joint venture de laboratorios argentinos con laboratorios suizos estamos produciendo la vacuna contra la gripe porcina H1H. Đây là một cái phòng thí nghiệm mà là một cái sự hợp tác liên doanh giữa Argentina và Thụy Sĩ và nghiên cứu và sản xuất ra cái vaccine để phòng chống các cái bệnh của lợn. Y también comenzamos a producir los cuerpos antimonoclonales, insumos básicos de los medicamentos oncológicos. Và cũng là một cái nơi mà chúng tôi sẽ nghiên cứu để sản xuất ra các cái tế bào để tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại các bệnh hết sức là hiểm nghèo hiện nay. En un proceso de sustitución de importaciones muy importante. Và nó sẽ góp phần để thay thế tất cả những gì mà chúng tôi hiện nay đang phải nhập khẩu. Al mismo tiempo tenemos la mejor sanidad animal, exportamos nuestras vacunas de aftosa a Estados Unidos y distintas partes del mundo y también tenemos la vacuna para salmones, inoculamos y producimos la vacuna para enfermedades de los salmones, exportándolas a Chile, que es uno de los principales productores de salmones del Pacífico. Về vệ sinh đối với động vật nuôi thì chúng tôi cũng đã có thành công rất nhiều ở trong việc sản xuất các loại vaccine chống bệnh lở mồm long móng và đặc biệt là được nước Mỹ hết sức quan tâm cũng như là chúng tôi sản xuất các loại vaccine để chống lại các cái bệnh hay nhiễm đến các đến cá hồi và Chile là một trong những sản xuất cá hồi hàng đầu trên thế giới hiện nay đang có nhu cầu nhập rất nhiều sản phẩm này chúng tôi. Esto por si necesitan vacunar vacas de mercados, estamos a entera disposición. Và nếu như Việt Nam cần cái vaccine để chống lại cái bệnh tật cho đàn lợn, gia súc của mình thì chúng tôi sẵn sàng. Presidente, finalmente quiero decirle que no solamente estoy muy feliz de estar en esta maravillosa tierra y en este pueblo increíble, sino que quiero agradecerle la aceptación que he hecho de mi invitación para visitar la Argentina. Lo esperamos con los brazos abiertos, con el corazón abierto y fundamentalmente con la convicción de tener ideales, luchas comunes, historias con los mismos objetivos y pueblos maravillosos. Thưa ngài chủ tịch, es importante. Thưa ngài chủ tịch, và cuối cùng, tôi xin phép là dựa trên tất cả những tình cảm hữu nghị, những tình cảm đồng ấm mà chúng ta đã dành cho nhau, tôi xin ngài đã chấp nhận lời mời sang thăm đất nước Argentina chúng tôi, ngài sẽ thu xếp để thăm đất nước chúng tôi và để cho phép chúng tôi có cái điều kiện để có cái sự đối đáp lại với tất cả những cái tình cảm nồng ấm mà ngài và nhân dân Việt Nam đã dành cho chúng tôi trong chuyến thăm này sang Việt Nam và chúng tôi rất mong được đón ngài sang thăm đất nước chúng tôi. Xin rất cảm ơn ngài, cảm ơn tất cả mọi người. Los invito a recordar, por los padres de la patria, por nuestros pueblos y por la amistad entre la República Socialista de Vietnam y la República Argentina. Gracias, presidente. Tôi xin nâng cốc để cùng chúng ta chúc cho những nhân vật vĩ đại trong lịch sử của hai nước chúng
ta chúc cho mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng phát triển và được củng cố. Chúc sức khỏe tất cả quý vị.